Tại trường Đại học Tây Nguyên vừa diễn ra lễ khai mạc vòng loại giải bóng đá sinh viên Việt Nam, vòng loại khu vực Nam Trung Bộ Tây Nguyên. Vòng loại có 42 đội chia thành 5 khu vực thi đấu từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3, chọn ra 11 đội dự vòng chung kết cùng với đội chủ nhà Đại học Tôn Đức Thắng. Trong đó, bảng C khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thi đấu từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 2 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thì thật ra các bạn sinh viên chúng ta cũng có được những sự quan tâm của ban bí thư trung đoàn cũng như là bộ giáo dục tạo, đã có một số giải đấu thể thao rồi. Thì thanh niên vẫn muốn tổ chức giải thể thao, mà cụ thể là bóng đá là cái môn mà hầu như tất cả người Việt Nam và các thanh thiếu niên Việt Nam rất là yêu thích. Nhưng mà giải đấu của bác thanh niên nó phải có sự khác biệt. Đó là cái sự khác biệt ở quy mô của giải đấu, là chúng tôi tổ chức toàn quốc và chúng tôi có sự tham gia rất sâu về mặt chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Vòng loại tại bảng C có 4 đội tham gia gồm Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và hai đội bóng đến từ Khánh Hòa là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang và Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang. Em thấy rất vui và tạo điều kiện một sân chơi lớn cho sinh viên, em thấy rất vui. Kể từ đây khi mà có được cái sự đăng cai này thì phong trào thể dục thể thao và đặc biệt là bóng đá của các đơn vị, các trường trực thuộc hội sinh viên của tỉnh Đắk Lắk thì có được thêm cái động lực, có thêm sân chơi và có sự giao lưu kết nối học hỏi với các trường ở Nam Trung Bộ. Chính vậy mà đây là một sự quan tâm đặc biệt của Trung ương cũng như là ban tổ chức giải để góp phần là nâng cao cái thành tích cũng như là phong trào thể dục thể thao trong các nhà trường tại tỉnh Đắk Lắk. Đây là lần đầu tiên giải được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Báo Thanh niên và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên đang học tập tại các trường đại học trên cả nước qua giải phát hiện và tuyển chọn những vận động viên ưu tú bổ sung cho các đội tuyển quốc gia.